Âm thanh lạ khi cha dượng ở cùng con gái trong phòng trọ và cái kết bất ngờ. Bỏ ngay mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu đi. Thứ tôi sắp nói không như mọi người nghĩ đâu. Nó kinh khủng hơn rất rất nhiều. Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 3, người dân tại dãy phòng trọ tại hẻm 180, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, nghe tiếng động lớn kèm tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ nên chạy đến kiểm tra. Khi đến nơi, người dân phát hiện phòng trọ khóa trái cửa, gọi cửa không được nên đã gọi điện cho công an để trình báo. Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt, phá cửa xông vào kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông cùng một cô gái đã tử vong, đồ đạc trong phòng bị xáo trộn, trên cơ thể cả hai đều có vết thương, nhiều vết màu đỏ dính trên tường và nền nhà. Trong phòng còn có hai cây kéo dính màu đỏ. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là NVM, 46 tuổi và cô gái tên L, 17 tuổi, quê An Giang. Theo người dân sống tại đây cho hay cô L và mẹ ruột đến thuê trọ tại đây khoảng 5-6 năm. Người đàn ông được cho là cha dượng cô L mới dọn đến ở chung tại phòng trọ khoảng 1 năm nay. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ cô gái về quê ở An Giang được khoảng 1 tuần. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.